Ok và hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Gà đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game có tên là Escape the iPhone X ha, là iPhone 10 á. Thì game này là một cái game mô phỏng trên cái sự kiện hot là ra mắt iPhone 10 của Apple ha. Chứ bạn thấy là rất nhiều ứng dụng liên quan tới cái tựa game này ha, như Temple Run nè. Đó, nói chung là game dành cho điện thoại á. Ok, thì ở đây nó có hai tất cả là 30 state ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu. Cái này là những cái bo mạch nè. Trong điện thoại nó hay có những cái bo mạch ha. Đó. Ok. Đây gì đây? À đây là ứng dụng Snapchat ha. Ôi rớt luôn. Giờ đây này phải nhảy theo từng bậc rồi. Ứng dụng Snapchat. Ok. Mình muốn đi nhanh mà nó không cho mình đi nhanh mới ghê chứ. Ok, nhảy. Mình cũng không rành gì ứng dụng này lắm mà có thể nó là một ứng dụng mà giúp bạn gửi tin nhắn, xóa tin nhắn gì đó, không biết nữa. Ủa sao này trống trơn vậy, không có gì hả? Đây là những cái lối thoát đi ở trong cái Temple Run nè. Nè, có những cái hố này nhảy qua ha. Chum. Ok. Đây là những cái emotion trong Facebook hả ta? Chắc Facebook quá. Ok, nhảy qua nè. Đây là trò game NBA ha, không rõ. Trong đây nó mô phỏng tất cả những ứng dụng và những cái game liên quan tới iPhone ha. Android như cũng có. Sao có bánh quy đây ta? Không hiểu đây luôn. Ôi trên này hơi xa rồi, phải nhảy bắt chớn. Ok. Đây có những bo mạch nữa ha. Chắc có lẽ chúng ta phải nhảy qua đúng rồi. Cứ đi xéo thôi. Rồi. Ok, gì đây? Cái này là trò Planet Zombie. Ok. Đi ngang nó dễ hơn nè. Qua rồi. Đây là cái trò rắn săn mồi ha. Mình không có chơi nhiều game nhưng mà nhìn chắc cũng biết. Ui, mém té. Gì đây? Sao có cái cục gì vậy? Ok, nhảy quá thôi. Nó sáng sáng. Ok. Đây là ứng dụng iTunes của Apple nè. Cái game này như nó mới tạo á. Cái người tạo ra nó mới tạo cách đây vài ngày thôi. Đây, những nốt nhạc. Cái nốt nhạc. Ok. Ủa sao không vô, không nhảy lên được ta? Rồi lên được rồi. Ui. À. Lên. Leo xuống nha ha. Này cẩn thận ha. Đường đi nó khá là hẹp. Sợ độ cao mà nó cứ cho mình leo lên hoài. Ok. Sell. Chúng ta lại có những cái bo mạch nữa nè. Ô nhảy hồi qua đây luôn. Rồi chết. Ok. Qua luôn. Ok. Một ứng dụng rất quen thuộc của chúng ta, ứng dụng chém trái cây. Có trái thơm nè. Rồi cái kiếm và ở đây trái cam. Rồi dây dưa hấu. Trái dưa hấu mà nhìn như trái thanh long người ta. Rồi rớt luôn. Chúng ta nên tập trung mà chúng ta đi, nói chuyện hoài phân tâm. Ok. Chơi táo nè. Rồi thanh kiếm cuối cùng. Rồi đi theo cái này. Holy hell.
Ok. Rồi, tới rồi. Đây là gì đây? Mình đang ở stage thứ 14 ha. Nhảy. Cục đen đen là gì ta? À, nó giống cái trò gì mà Piano Time đúng không? Các bạn đã chơi game đó không? Là mình bấm theo những cái màu đen chạy 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 xuống á. Ok, cái game này mô phỏng rất là giống những cái tựa game trên điện thoại ha. Nè, ứng dụng Twitter nè, một mạng xã hội nè. Mà Việt Nam mình ít ai xài cái này lắm. Game gì đây? Không quen. Úi. Rồi sao nhảy? Ok. Hồi rớt luôn. Man, nghe khó nha. Ok, sắp qua rồi. Ui. Khó gì men. Không được, cái đó không được. Ê, đừng có té nha. Ok, qua rồi hết không? Đây là game của em, Pokemon Go. Yeah. Game này hình như bây giờ Việt Nam hết người chơi rồi. Một thời gian nó rất là rầm rộ ha. Ai đi ra đường cũng chơi giờ này hết, biết mà đụng xe rồi cũng giống giờ này nè. Giao thông Việt Nam đâu phải như nước ngoài đâu. Ok. Netflix hả? Netflix hình như là một cái nền tảng truyền cáp ha. Chắc là vậy. Cũng không rõ nè. Ok, còn ở đây chúng ta có ứng dụng Uber ha. Uber ở Việt Nam cũng có là một ứng dụng mà bắt mấy xe taxi á, giá rẻ. Ok, đi theo cái đường này. Quá trời xe luôn. Ok, qua đây. Sale. Đây là một cái mê cung hả? Phải không ta? Rồi lạc rồi. Hết đường rồi, hết đường rồi. Đi đây mới đúng nè. Ủa, kỳ vậy? Holy hell. Ủa? Mình đi đúng rồi mà. Sao không có đường ra ta? À đây hả? Đây 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 đây. Holy shit. Rồi không phải rồi. Này đánh lạc hướng mình quá men. Đi cày nhắc lòng vòng. Rồi ra rồi. Đây là ứng dụng cái game gì quên rồi. Jumping Rope hay gì á. Ủa gì vậy? Ui. Ồ. Nó treo mấy cái đó lên làm nhảy bị lắc lắc ha. Một tựa game huyền thoại của chúng ta. Đây là game Angry Birds. Con chim xanh nè, con chim đen nè, con chim màu vàng nè, con chim đỏ nè, đó. Ok, nhảy qua luôn. Rồi, gì đây? Không biết luôn. Này là sao ta? Nhảy lên nè. Stay 25 rồi. Trời ơi, làm bong bóng hết hồn bay. Đi đừng đụng màu xanh thôi. Là bong bóng, tự nhảy lên bong bóng. Ok. Vậy chúng ta sẽ qua đây ha. Đây là Run gì nè. Subway Surfer nè. Game mà chạy 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 để ăn mấy đồng tiền á. Nó chỉ tính cái cự ly dài nhất thôi. Rồi, game này game mình Ninja. Ồ phải Candy Rush, đúng rồi, Candy Rush. Lẹ đi men.
Trời, gì á? À, nó có cái hố bay ơi. Ủa gì á? Sai quá sai luôn. Ôi, sao rớt rồi? Rồi. Nhảy sát vô đây nha. Đã sợ độ cao mà nó cứ cho leo lên hoài. Ok, cái này hên xui nè. Theo Mỹ là hên xui nè. Đi thẳng. Ok. Về phải. Rớt. Oh man. Ok, đi thẳng thanh niên này ha. Đi trước đi men. Oh shit. Thanh niên nó chờ mình đi trước cũng khôn quá ta. Phải à. Ok. Rớt nữa. Đờ phát. Thanh niên chơi đúng 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 bằng gian luôn rồi rớt. Holy hell, làm tốn thời gian quá nha men. Stay 28 rồi này, bên trái. Ok, stay 29 ứng dụng gì đây, là quắc luôn. Úi úi úi. Ok. Đây là stay 29. Và stay cuối cùng nằm ở kia. Yeah. Sao này nó dài quá vậy? Trời ơi. Đi từ đó ra đây cũng phải mệt ha. Ok, thì sau 80 năm trời chúng ta cũng đã đi tới điểm đích đến để chúng ta lấy được cái chữ winner góc phải nè. Ok. Rồi, thì hành trình chúng ta trốn thoát khỏi Ivan 10 đã hoàn tất rồi ha. Thì mình sẽ dừng video tại đây. Nếu bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.